tin cuối ngày của kênh Full Game Mobile. Lời nói đầu tiên, em xin chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều thành công và vạn sự như ý. Video clip này sẽ được phát lại vào 9 giờ sáng ngày mai. Mong quý vị và các bạn sẽ ủng hộ mình. Trong thời gian qua, kênh đã gặp rất là nhiều cái vấn đề trắc trở. Nhiều người đã rời khỏi kênh không một lý do. Nhiều người đã spam kênh cũng không một lý do. Không biết là tại sao họ lại có những hành động như vậy khi chúng ta muốn lên nói về một sự thật nào đó. Ngày hôm nay bất ngờ là chia phiên quốc hội chất vấn hai vị bộ trưởng, một bộ trưởng 4T và một bộ trưởng bộ văn hóa về cái vấn đề mà bạo hành mạng trên xã hội. Rất là hay các bạn, bạo hành hội rất là hay và thật là bất ngờ khi tên chị Hằng đã được nhắc. Cái vấn đề tên chị Hằng nhắc, tôi sẽ làm một video clip khác để nó tránh loạn chủ đề. Ngày hôm nay chúng ta nói về cái lượt về của Hằng Ni. Và lượt về của Hằng Ni nếu mà rơi vào tháng 11 và tháng 12 thì ôi thôi rồi. Hằng Ni, chú sĩ và đồng bọn đương lẹo. Nếu mà theo lời của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thì họ sẽ bị áp dụng vào cái nghị định 72. Nghị định 72 có bổ sung, có rất nhiều vấn đề bổ sung trong này. Và tôi nói các bạn, và những cái điều không nên làm ở trên không gian mạng này. Ok. Xin chào khán giả Châu Nguyễn, xin chào Siêu Trăng 77, xin chào Long Quỳnh. Né anh ra không bị dạ lây và cô lập trên mạng. Xin chào khán giả Phan Kim Quý. Như vậy là chị Hằng đã có thể sau cái tháng 11 này, hoặc là trong tháng 11 này, những cái người nào mà bị tội tương tự như chị Hằng rất là nặng các bạn. Nặng lắm nha, không có nhẹ đâu. Và bộ trưởng cũng bảo rằng là đã xử lý chị Hằng. Nhưng mà các bạn biết là cái nghị định 72 này vẫn chưa có hoàn chỉnh. Được ban hành vào tháng 11 và tháng 12 thì những cái người mà chống phá hay là những cái người mà tấn công trên mạng xã hội, đặc biệt là dạng giống như tương tự và tấn công vào cái Hoa hậu Ý Nhi hay là tấn công vào cái phim Đất rừng Phương Nam thì sẽ bị xử lý. Sẽ bị xử lý bằng cái nghị định 72 bổ sung này. Tôi đặt cái câu hỏi ngược lại là tại sao không có đặt câu hỏi rằng nhiều người tấn công vào quỹ Hằng Hữu thì họ bị cái gì? Hay các bạn, thật bất ngờ là không có ai đặt cái câu hỏi mà họ tấn công vào quỹ Hằng Hữu, họ chà đạp quỹ Hằng Hữu thì họ bị cái gì? Tương tự như vậy, nếu như luật sư Hồ Nguyên Lễ mà tận dụng được vấn đề này và phiên tòa của chị Hằng Ni diễn ra vào tháng 11 này thì ôi thôi rồi. Nói chung là phiên tòa nào diễn ra trong cái thời gian này đều căng thẳng hết. Cái nghị định 72 này như thế nào? Tôi xin trích dẫn một phần lại cho các bạn hiểu nha. Và chúng ta sẽ nghe những cái lời của Bộ trưởng. Trong cái điều 5 của cái nghị định 72 này có rất là nhiều cái hành vi bị cấm. Tôi đọc cho các bạn nghe rồi các bạn liên tưởng rồi những cái tổ chức phản động mà nó có liên quan đến câu chuyện của chị Hằng Ni thì như thế nào, với chú sĩ như thế nào, đặc biệt là Nguyễn Tiến Dũng và một số người liên hệ với cái tổ chức này thì như thế nào. Lợi dụng việc cung cấp sử dụng internet thông qua trên mạng nhằm mục đích chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây thương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phá hoại khối hội đoàn kết dân tộc, tuyên truyền chiến tranh, khủng bố, gây hận thù, mâu thuẫn của các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo, tuyên truyền kích động bạo lực, dâm mô, đồi trị, tệ nạn, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thần thông mỹ tục của dân tộc, tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại, những bí mật khác do pháp luật quy định, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân. Tôi thấy cái điểm D này là những cái đối thủ của chị Hằng, chẳng hạn như chị bán rượu ra, chuẩn bị tinh thần nha. Chị dám ngang nhiên lên kênh của thằng Nam Quang rồi vu khống cho các anh công an viên ha, bảo rằng anh ta là ăn hiếp người dân,
À, anh ta thế này thế kia thế nọ thì tôi nghĩ rằng chị này sẽ bị dính vào cái này. Nói người ta xem kỹ lại bản thân mình đi, ha, lo cho mình thì tốt hơn. Đưa thông tin xuyên tạc vu khống xúc phạm danh uy tín tổ chức danh dự nhân phẩm cá nhân. Quảng cáo tuyên truyền mua bán hàng hóa dịch vụ cấm, tuyên truyền truyền bá tác phẩm báo chí văn học nghệ thuật xúc phạm bị cấm. Giả mạo tổ chức cá nhân phát tán thông tin giả, thông tin sai sự thật xâm chiếm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đó. Cái điểm E này nè, nó cũng ghê lắm nha các bạn. Cái điểm E này á, thì ai đó bảo rằng gì Đại Nam phá sản, ai đó bảo rằng Đại Nam thay tên đổi chủ đã xâm phạm trực tiếp đến lợi ích của công ty Đại Nam thì chuẩn bị tinh thần ở đó mà còn hù chúng tôi nghị định 72, nghị định 73 nữa các bạn nha. Tiếp, nhiều hành vi bị cấm lắm trong cái nghị định 72 này các bạn. Cản trở pháp luật cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên internet tổ chức cá nhân. Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền Việt Nam.vn, hoạt động hợp pháp của các thiết bị cung cấp dịch vụ internet, công trình mạng, sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức cá nhân trên không gian riêng, công dân tin cá nhân, tài nguyên internet. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức cá nhân, cài đặt tác tán phần mềm độc hại virus xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển thông tin, tạo công cụ tấn công internet. Đó là những cái điều cấm của cái nghị định 72 này nha. Các bạn thấy vào cái điểm E và cái điểm điểm D là nhiều cái người chống chị Hằng bị đi lắm các bạn đó. Bây giờ ra phiên tòa của ra cái phiên tòa của chị Hằng Ni đó thì áp dụng vào cái nghị định 72 này thôi rồi nha các bạn, là khóc đó. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông quy lệnh lệ phí cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cấp phép trên mạng xã hội. Cái là điều bổ sung. Thôi thì các bạn nào có rảnh thì các bạn hãy nghiên cứu về cái điều 72 này nha các bạn. Tổ chức cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng cho người sử dụng tại Việt Nam phải thành lập danh sách doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam để thực hiện cung cấp trò chơi điện tử mạng theo quy định và quy định về tổ chức nước ngoài. Ngày mai chúng ta sẽ làm về những cái bổ sung của nghị định 72 này các bạn. Nó thì các bạn thấy á, là vào cái những cái điều bị cấm ở trong cái điều 5 này á, là đưa cái điểm D và điểm E hay các bạn, điểm D và điểm E và điểm A. Phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc ha. Tuyên truyền chiến tranh khủng bố gây hận thù, mâu thuẫn với các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo. Đó thì các bạn có tin không? Không tin thì tôi cho các bạn nghe nha, nghe Bộ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, bà cũng có chắc là cái gì của chị Hằng. Pháp luật nghiêm minh thì chúng tôi cũng phối hợp với Bộ Công an để xử lý hình sự một số cái vụ việc mà nó mang tính trọng tâm mà xâm hại. Ví dụ vừa rồi chúng ta cũng nhìn thấy một cái vụ là xử lý bà Phương Hằng, thì những cái vụ việc mà xử lý một cách nghiêm minh bằng hình sự như thế này nó mang tính răn đe rất là cao. Rồi chắc cũng không thể không nói đến cái việc căn cơ hơn, tức là xây dựng văn hóa số. Không gian mạng là một môi trường hoàn toàn mới với chúng ta. Chúng ta sống trong thế giới thực có lẽ cũng nhiều chục nghìn năm rồi, mà có vẻ như vẫn còn rất nhiều vấn đề. Huống chi là chúng ta mới di chuyển ra không gian mạng được cỡ khoảng hơn 20 năm, thì tôi nghĩ rằng là cái xây dựng văn hóa ứng xử, kể cả
cái việc là chúng ta đưa vào trong các cái chương trình đào tạo phổ thông, lồng ghép vào cái chương trình công nghệ thông tin. Đó, các bạn thấy là chị Hằng đã có áp dụng nghị định 72, nhưng mà nói chung á là đã trước cái kỳ nghỉ quốc hội này, chất vấn quốc hội này. Còn những cái người sau đó ha, giống như chị Hằng Ni hay là Thiền Am hay chú sĩ thì như thế nào? Đâu có cái chuyện á mà lên trên mạng chửi người ta xúc vật này xúc vật nọ rồi sao không có bị gì cả các bạn. Đó là hành động bắt nạt người khác trên không gian mạng. Tôi đã lưu lại đến những cái đó rồi các bạn. Tôi cũng giái cho anh áo xanh lại mời tôi làm việc ha, để tôi đưa cái đó cho cơ quan chức năng để tôi người ta suy nghĩ như thế nào. Cái lượt về này á, những cái người lương lẹo quá ha, chuẩn bị tinh thần nha các anh em. Anh em chuẩn bị tinh thần nha. Làm gì có vụ mà lên án bà Hằng với bà Hằng. Còn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì có nhắc về cái phim Đất rừng Phương Nam. Và tôi không rõ ở đây á là sẽ làm việc về những cái nội dung của câu phim này, hay là làm việc về những cái người mà phát tán cái những cái vấn đề mà lên án cái bộ phim Đất rừng Phương Nam này. Chúng ta sẽ làm trong những cái bản tin khác. Ở đây chúng ta chỉ nói rằng á, là chị Hằng là đầu tiên bị xử lý, và tiếp sau đó là Hằng Ni và chú sĩ. Hằng Ni và chú sĩ nếu mà tấn công vào quỹ Hằng Hữu theo lời luật sư của Hồ Nguyên Lễ thì không phải là riêng về cái Hằng Ni và chú sĩ đâu, sẽ một phớ YouTuber nữa. Gắng cố gắng sống tốt và làm nhiều điều tốt đi để lấy công chuộc tội nha. Chứ còn mà giống hệt như tội chị Hằng thì ít nhất là phải 5 năm chứ không thể 3 năm được. Chị Hằng có tới tận 13 cái chi tiết giảm nhẹ tội mà chị Hằng còn bị 3 cuốn. Thì các anh chị nghĩ đi, chị Hằng Ni và chú sĩ bị bao nhiêu cuốn các bạn? Các bạn suy nghĩ đi. Và những cái người mà được xem là ủng hộ Hằng Ni bất chấp, một cái băng nhóm mà ủng hộ Hằng Ni, ủng hộ bông phòng thép, chẳng hạn như cái chị bán rượu ở Gò Vấp và cái ông Thu Đạm, thì như thế nào các bạn? Xử lý họ như thế nào? Bộ trưởng 4T cũng đã nói như vậy rồi á. Thì tôi nghĩ bên phía luật sư của chị Hằng sẽ tận dụng vào cái điểm này, tận dụng vào những cái phát ngôn này để trong cái phiên tòa Hằng Ni sắp tới ha, sẽ xử lý. Xin chào anh Nguyễn Đình Dân. Ông này, cái ông luật gia đó, ông còn mơ mộng rằng chị Hằng Ni sẽ được giảm nhẹ tội. Đã trong cái biên tòa chất vấn ha, chất vấn về vấn mạng mà chất vấn về cái sự việc mà bạo hành trên mạng, nói đi phải nói lại, chị Hằng sai, chị Hằng đã bị xử lý. Còn những người khác tấn công vào quỹ Hằng Hữu, tấn công vào công ty cổ phần Đại Nam thì làm sao? Câu hỏi đó sẽ được luật sư Hồ Nguyên Lễ tận dụng tối đa trên cái phiên tòa sắp tới. Chưa chắc là ở trong năm 2023 xử Hằng Ni đâu nha các bạn. Chưa chắc đâu nha. Có thể là trả hồ sơ một cái là qua 2024 đó. Tôi nói các bạn, trong cái điểm D, trong cái trong cái điểm E, điểm E và cái điểm D ha, là hai cái điểm đó là bên những người ủng hộ chị Hằng Ni bị tội rất là nhiều. Thấy không? Quay qua quay lại thì chị cũng nói về chị Hằng. Nếu là YouTuber mà không có tiền thì không ai chửi ai trên mạng đâu, bởi chỉ vì tiền. Đúng rồi anh,
giống như em đâu có tiền gì đâu, em đâu có chửi ai đúng không? Em chỉ khuyên nhủ mọi người á là có những suy nghĩ tích cực hơn thôi. Em cho người ta không hết nó lấy gì mà em nhận tiền của ai? Còn còn cái phần mà làm YouTube á, ở bên YouTube người ta trả tiền, đó là cái công của người ta bỏ ra. Các bạn thấy có ai á mà không tìm hiểu về cái phiên quốc hội chất vấn hai ông bộ trưởng thì làm sao, nếu tôi không xem, tôi không tìm hiểu thì làm sao tôi dẫn chứng được cái đoạn clip này? Và tiền hư điện thoại, tiền điện thì ai trả các bạn? Các bạn biết trong cuộc đời làm YouTube bị hư 7 cái điện thoại. Đó, thì tôi nói các bạn á, làm có tiền hay không có tiền, nhưng mà vi phạm pháp luật thì phải bị xử lý thôi. Đừng có nói tôi làm YouTube tôi không bật kiếm tiền, rồi tôi muốn làm ai tôi làm. Bộ luật 73 vẫn chưa được hoàn thiện và phải bổ sung thêm, cho nên vẫn còn nhiều người lách luật được. Đúng rồi anh. Đúng rồi anh Kiệt Trần. Xin chào chị Sò Ngọc Quỳnh. Xin chào khán giả Ngô Thanh. Xin chào khán giả Phan Kim Quý. Xin chào khán giả Loan Quỳnh. Xin chào khán giả Nguyễn Đình Dân. Xin chào Mobi Văn Lợi. Xin chào khán giả Thanh Ngô. Em có chọn shop ai thông cảm. Xin chào Henry Đặng. Xin chào chị Ngọc Lê. Xin chào chị Sò Ngọc Quỳnh. Em tổng chào 142 khán giả và 56 like. Đó, tôi nói các bạn sắp tới phiên tòa của Hằng Ni rất là dữ dội, bổ sung thêm và ban hành là chết. Và bên Quốc hội cũng có chất vấn về sự việc mà tấn công trên không gian mạng, nói về cái sự tấn công của cái Hoa hậu Ý Nhi và về đất rừng phương Nam. Nhưng tôi nghĩ rằng câu hỏi đó chỉ là một câu hỏi ví dụ thôi. Như làm YouTube có nhà có xe hơi có mấy cái điện thoại iPhone luôn 15 kìa, thì ai có thì mừng cho họ, chứ còn em thì không có rồi mọi người ơi. Đã rất đang thèm cái iPhone 15, tại vì em làm YouTube 5 năm rồi, chỉ một cái điện thoại, ủa 7 cái điện thoại rồi mà chưa có cái điện thoại nào ra hồn cả. Muốn muốn đổi qua một cái điện thoại để làm cho nó tốt hơn, nhưng mà đang đắn đo các bạn, phí tiền. Bây giờ chúng ta tiết kiệm được bao nhiêu thì chúng ta tiết kiệm, phí rất là phí tiền các bạn. Tuy nhiên cái gì đó nó cũng phải thay đổi. Bây giờ những cái người mà bên phía ủng hộ Hàng Ni bắt đầu rung cầm cập rồi. Cái nghị định 73 này mà được bổ sung, ở 72 này được bổ sung và sửa đổi thì nhiều người sẽ khóc thét thôi. Khóc thét thôi các bạn. Giờ này mà ông còn ông Trần Đình Thu mà ông còn bảo rằng là Hàn Ni sẽ được tại ngoại về sớm, hắn đừng có nằm mơ. Ông nằm mơ quá. Còn những người có liên quan đến Hàn Ni giống như Hoàng Kim Dung và Thái Văn Đường chắc bỏ cho ăn. Đúng không? Và cái chị bán rượu ở Gò Vấp lên trên mạng tuyên bố là sẽ ủng hộ bông hồng thép Hàn Ni chắc bỏ. Rồi Nguyễn Tiến Dũng chụp hình chung với chú Trần Văn Sĩ, luật sư, chắc bỏ quá. Hay là tách ra thành vụ án khác, mấy ông nói chuyện và không cho người ta phản biện. Bản thân ông cũng vậy, ông hết chống đầu này, ông chống đầu kia, ông chống đầu nọ ha. Ông chê trách phiên tòa như thế này, chê trách phẩm pháp như thế kia, rồi ông lên trên mạng ông dẫn dắt dư luận để người ta gây hoang mang. Ông bảo rằng á, lúc chị Hằng ở T30, lúc chị Hằng ở Bố Lá, đó là hành động vi phạm với các bạn, vi phạm pháp luật. Tôi khuyên các bạn hãy nên chọn những cái kênh YouTube mà chính thống, những kênh YouTube mà làm mà việc phải có lý luận, phải có dẫn chứng cụ thể. Chứ còn hôm trước thì ông bảo rằng là chị Hằng ở Bố Lá, hôm sau thì ông lại chớ lại, ông bảo rằng là chị Hằng vẫn còn ở T30 vì bản án chưa có hiệu lực. Thì cái hành động ông này là hành động câu view câu like bất chấp nha. Và cái ông nói ra đó là dân như xem thường pháp luật. Ông còn dám bảo rằng là phiên tòa của chị Hằng là phiên tòa lơm cơm, nên trả hồ sơ điều tra lại. Đó, thì tôi nghĩ rằng là cơ quan chức năng sẽ vào cuộc với ông này thôi. Còn cái vấn đề các bạn bảo rằng tại sao chưa bắt,
Thì tôi nói các bạn rồi, một cái loa phát thanh mà nó bị tắt thì những cái người có liên quan mà nghe được loa phát thanh đó, người ta trốn hết, người ta sẽ trốn hết các bạn nha. Do đó là các bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi, em nào cũng có phần, em nào cũng có phần hết trơn các bạn. Thì bên quốc hội, những đại biểu quốc hội đã chất vấn hai vị bộ trưởng như vậy, thì sắp tới sẽ có phim hay coi rồi. Các bạn nhớ bấm like và subscribe ủng hộ em con cả nhà nhé. Dạo này kênh đã bị tấn công quá trời tấn công. Và tôi nói các bạn á, những cái người ủng hộ Hàng Ni và Chú Sĩ tấn công vào quỹ Hằng Hữu, trong phiên tòa sắp tới á, luật sư Hồ Nguyên Lễ sẽ áp dụng vào cái nghị định 72 này. Tức là cái gì? Tức là cái hành vi mà bạo hành mạng. Chỉ nói về cái sự việc mà Hoa hậu Ý Nhi và Đất Cường Phương Nam thôi. Nhưng mà các bạn biết á, là đó là ví dụ thôi. Chứ tôi nghĩ nguyên Đất Cường Phương Nam thì cho cái nguồn dư luận thôi, người ta cảm thấy bất bình thì người ta lên tiếng thôi, không lẽ bắt người ta, đúng không các bạn? Đây cũng là một cái ví dụ về cái sự tấn công trên không gian mạng, cái bạo hành mạng thôi, chứ không phải là bảo rằng đó là phim Đất Cường Phương Nam không được bà không được tấn công hay là không được bình luận về cái phim này. Thì tôi nghĩ là không đúng nha các bạn, không đúng nha. Chỉ nói về vấn đề mà họ có những cái giống như mà họ có cái kiếm chuyện, một cái hành động nào đó mà trong phim người ta không đồng tình thì tất nhiên người ta phải lên tiếng rồi. Xin chào khán giả Trường Phạm Trực, xin chào anh Bình Lê. Anh Bình Lê thấy như thế nào về cái phiên tòa chất vấn cả hai vị bộ trưởng về cái vấn đề bạo hành mạng á, anh cảm thấy như thế nào? Em thì ghi bản thân em thấy cái chất vấn này vẫn chưa được rõ ràng. Rõ ràng ở chỗ á, là ví dụ như bạo hành mạng là bạo hành như thế nào? Ví dụ như người ta làm đúng, người ta làm tốt, người ta không bị gì cả, tại sao cộng đồng mạng tấn công người ta? Và ai là cái người khởi xướng tấn công? Cái người đó phải bị xử lý theo pháp luật, chứ không thể nào mà nói chung chung như vậy. Tại vì coi phim Đất Cường Phương Nam, tại sao cộng đồng mạng lại tấn công cái phim này? Tại vì thứ nhất là vì cái áo của phim này nó không có giống như áo của người Việt Nam. Thứ hai nữa là những cái hội nhóm trong cái phim này, Thiên Địa Hội, Nghĩa Đoàn á, hai cái văn hội này không có xuất hiện ở trong lịch sử Việt Nam, cũng không có nằm ở trên cái biên bản rốc của Đinh Đức Phương Nam, thì người ta xem người ta có cái lên tiếng. Tuy nhiên thì vấn đề mà người ta xem, người ta có khen có chê, cũng không thể nào gọi là cái vấn đề mà bạo hành trên mạng được, nếu như cái phim này nó đúng. Có nhiều người bảo rằng cái phim này hay hơn gấp cả trăm lần phim Người Vợ Cuối Cùng. Nhưng mà tuy nhiên thì cái phim Người Vợ Cuối Cùng lại có cái doanh thu vượt mặt rồi, đã xóa ngôi cái phim Đất Rừng Phương Nam rồi các bạn. Điều này cũng quá là bất ngờ. Đó thì tôi nói các bạn, khi mà Bộ trưởng đã lên tiếng về cái sự việc á, sẽ xử lý các cái vụ án khác y như cái vụ án của chị Hằng, thì lượt về này Hàng Ni và những cái người lương lẹo sẽ mệt. Họ sẽ làm đến nơi đến chốn và họ sẽ bổ sung thêm. Nghĩa Hòa Đoàn tính về thời bản thanh. Đất rừng Quảng Châu Trung Quốc. Không, ý em nghĩ là chỉ nói về cái vấn đề mà người ta tấn công trên mạng với một bộ phim như vậy đấy, chẳng hạn như bộ phim Đất Rừng Phương Nam thôi, lấy ví dụ như vậy. Chứ còn người ta bỏ tiền ra người ta xem phim thì người ta có quyền người ta bình luận chứ, đâu đâu có chiếu không, mà chiếu không người ta cũng có quyền bình luận.
Tại vì nói về một bộ phim Đất Rừng Phương Nam, nó đã gắn liền với tuổi thơ của người ta. 25 năm trước đã có cái bộ phim này rồi. Và nó được chuyển thể từ cái tác phẩm văn học rất nổi tiếng của nhà văn Đòn Giỏi. Thì anh chuyển thể bằng bộ phim thì anh phải giữ nguyên những cái tình tiết, những cái kịch bản trong đó chứ. Anh chỉ hư cấu ví dụ 10 phần, anh đi được hư cấu 2 phần trong đó mà thôi. Chứ bây giờ có cái gì ở trong đó đâu. Coi cái phim nó có cái gì trong đó. Anh Kiệt Trần nói đúng nè, đúng nhận sai cãi, bỏ tiền ra xem phim không được ý kiến và không khen chê thì công bằng và có tâm công 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 công, công tâm không đúng. Nếu bộ phim này mà tự nhiên người ta tẩy chay, người ta không xem, hoặc là người ta xem rồi mà người ta bộ phim quá hay mà người ta lại nói ngược với dư luận thì phải xử lý với người đó, tôi hoàn toàn tán thành vấn đề đó. Còn người ta đã bỏ tiền ra người ta xem thì người ta có quyền ý kiến về bộ phim này. Những vấn đề này chúng ta sẽ trao đổi trong những video clip khác nha. Chúng ta chỉ nói về các vấn đề mà hai bộ trưởng nói về vấn đề mà những cái bạo nạn mà tấn công mạng trên xã hội như thế nào, thì tôi đặt cái câu hỏi ra, mọi người có thể là trả lời ở dưới bình luận này không, hoặc là ngày mai mọi người trả lời. Họ tấn công vào quỹ hằng hữu thì làm sao, họ tấn công vào công ty cổ phần thì làm sao, công ty cổ phần Đại Nam thì làm sao, họ nói oxy giả, oxy Trung Quốc thì làm sao. Từ cái chỗ đó mà tôi nghĩ rằng luật sư Hồ Nguyên Lễ sẽ tận dụng tối đa những cái nghị định mới được bổ sung này vào cái phiên tòa của chị Hằng Ni. Tôi đã nói các bạn rồi, phiên tòa của chị Hằng là một phần nháp và một cái phần đấu trí để cho luật sư của chị Hằng sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn trong cái phiên tòa của chị Hằng Ni và Chu Sĩ sắp tới. Họ hỏi những câu hỏi lắt léo như thế nào thì trong phiên tòa sắp tới của chị Hằng Ni và Chu Sĩ, luật sư Hồ Nguyên Lễ sẽ làm cho gấp 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 5 lần, 10 lần như vậy. Không có cái vụ mà họ sẽ tội cái năm tù của họ sẽ bằng chị Hằng đâu, đừng có nằm mơ. Đừng có nằm mơ mà họ nghĩ rằng á, là họ sẽ được cho tại ngoại sắp tới vì tội nhẹ này kia, đừng có nằm mơ. Đã trả hồ sơ 2 lần và thời gian tạm giam cũng hơn 5 6 tháng thì đừng có nằm mơ mà vấn đề cho tại ngoại. Chị Hằng đã có tới 13 cái tình tiết giảm nhẹ mà chị Hằng còn bị 3 năm tù. Thì các bạn nghĩ chú Sĩ và Hằng Ni có cái gì để mà giảm nhẹ tội không? Nếu bộ phim Đất Rừng Phương Nam mà mang tính chất hư cấu, họ đừng có đặt cái tên là Đất Rừng Phương Nam. Đúng không? Thường thường chúng ta xem cái bộ phim Tể Tướng Lương Rù, người ta ghi cái gì, người ta đọc cái gì, các bạn nhớ cho không? Tôi nhắc các bạn nhớ một lần nữa, Tể Tướng Lương Rù, Chuyện Ngoài Sử Ký. Chúng ta lúc mà chúng ta xem cái bộ phim Lệ Tiết Lương Rù đó là bộ phim hư cấu vì một ông tể tướng nào đó có tật nhưng mà có tài. Lúc nào người ta cũng nói Tể Tướng Lương Rù, Chuyện Ngoài Sử Ký, thì tại sao bên Đất Rừng Phương Nam này sao không nói thêm một cái câu nữa là Chuyện Ngoài Sử Ký, tức là người ta hư cấu về cái bộ phim Đất Rừng Phương Nam, người ta hư cấu nó như vậy thì khán giả không có lý do nào để khán giả tẩy chay được. Ai tẩy chay là người đó vi phạm pháp luật, ai ai làm cho cái bộ phim này nó mất thanh thu thì người đó phải chịu trách nhiệm. Còn cái này bê nguyên si cái chuyển thể từ văn học của tác giả Đòn Giỏi, nhà văn Đòn Giỏi vào mà để luôn cái bộ phim là Đất Rừng Phương Nam thì phải làm cho nó tròn chỉnh trong cái nội dung, sửa đổi một lần hai lần thôi chứ không thể nào sửa đổi 100% là nó đi ngược lại với các bạn. Trời, mọi người tưởng em là cái dạng sòn hay sao? Em lên trên mạng nói mà em chỉ cần nhìn một cái câu chuyện đó trong vòng tích tắc 5 phút là em ra được nội dung đó. Bởi vì hôm rồi đi casting bên Phi Lý Hải casting không được, buồn quá. Lý Hải cho một cái đề tài là đang đi làm, một cái người công dân bình thường đang đi làm mà nghe tin mẹ mình mất thì như thế nào, cái cảm giác, cái tâm trạng như thế nào.
để vài bữa mình đóng phim ngắn ngắn cho các bạn xem nha, chuyển qua làm phim luôn. Tôi nói nếu mà trong tay tôi có 100 tỷ để mà tôi làm phim Đất Rừng Phương Nam, tôi làm một cái không thành bản hùng ca, không không ăn tiền, không rơi nước mắt mà không bi hài, cái gì tôi cũng chờ các bạn. Phim đạt cái cảnh giới cao nhất là phim bi hài, vừa có tình tiết bi là lấy nước mắt của khán giả, vừa có tình tiết hài hước ở trong đó là lấy nụ cười khán giả, đó mới là hay. Mà chúng ta lấy một cái bộ phim, một cái tác phẩm văn học mà chỉ chuyển thể để mà khán giả nhớ lịch sử là một cái điều rất là tự hào. Tại sao người ta nhớ lịch sử? Mà lịch sử đâu có thiên địa hội các bạn, lịch sử đâu có nghĩa hòa đoàn. Sao ngộ quá vậy? Ngộ quá. Thôi thì em xin kết thúc cái bộ phim, cái câu chuyện về đại biểu Quốc hội chất vấn hai vị bộ trưởng ở đây. Em cũng nhắc mọi người nữa là phiên tòa sắp tới của chị Hằng Ni sẽ có thể là áp dụng vào nghị định 72 sửa đổi và bổ sung. Và chính vì sửa đổi bổ sung như vậy là cái tính răn đe của cái nghị định này rất là cao. Mà chính vì tính răn đe rất là cao như vậy thì một số em lương lẹo sẽ bị dính. Do đó từ cái chỗ đó mà tôi còn tin tưởng rằng cái sự việc sắp tới sẽ trả hồ sơ điều tra bổ sung. Trong cái nghị định 72 này có mấy cái điểm mà tôi gãy mọi người đó. Tấn công vào một cái doanh nghiệp hay tấn công một cá nhân thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đây, tôi đọc lại cho các bạn nghe. Giả mạo tổ chức cá nhân phát tán thông tin giả, thông tin sai sự thật. Thông tin sai sự thật là ai đó nói về quỹ hàng hữu, ai đó nói về công ty cổ phần Đại Nam đã thay tên đổi chủ thì người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Một mẻ lưới văng ra bắt sạch không còn em nào hết. Tôi nghĩ rằng vài ngày sắp tới chúng ta sẽ không có nghe gì tin tức về chị Hằng Ni nữa. Tới ngày 12 tháng 11 2023 thì không có nghe tin tức về chị Hằng Ni nữa. Tôi biết tại sao không? Trả hồ sơ để điều tra các YouTuber đó. Điều tra các YouTuber là xong thông tin sai sự thật, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, là trong cái điểm E của cái nghị định 72 này. Tự nhiên tung tin lên cái Đại Nam thay tên đổi chủ nợ 17.000 tỷ, đây là thông tin sự thật 100%, thì những cái lời nói đó sẽ là những cái lời nói mà cơ quan chức năng người ta sẽ lưu ý. Bây giờ không có xét thì khi chị Hằng được tự do, chị Hằng cũng làm những người đó thôi. Tôi gác cao trông chờ chị Hằng mà được ha, qua Tết một cái, gán trông chờ tới 30 tháng 4 năm 2024. Tôi trông chờ tới ngày đó chị Hằng mà ra một cái ha, thì bọn lương và những cái người xúc phạm chị Hằng chuẩn bị trốn. Do đó họ đã lỡ lời với chị Hằng. Bây giờ họ sợ chị Hằng được cho tại ngoại hay là chị Hằng được trả tự do, thì chị Hằng sẽ kiện ngược lại họ. Do đó họ đặt điều đó xấu quá trời. Cái thông tin mà Đại Nam thay lên đổi chủ đó các bạn, ai thông tin gì ta? Các bạn nên nhớ rằng cơ quan chức năng bảo rằng vẫn còn tiếp tục điều tra những VW vu khống chị Hằng, vu khống Quy Hằng Hữu. Các bạn đừng có quên, sau cái phiên tòa, sau cái phiên quốc hội chất vấn này, đại biểu quốc hội chất vấn này, coi chừng những cái người đó, coi chừng đó nha. Thôi thì em kết thúc bài này, kết thúc cái buổi live stream tại đây. Video clip này sẽ được phát lại vào ngày mai vào lúc 9 giờ sáng để đảm bảo video clip trả bài cho bên YouTube, các bạn thông cảm. Trong thời gian này ai bảo rằng mình câu view câu like mình chấp nhận. Tại vì kênh sắp sụp rồi các bạn. Sắp sụp rồi. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye. Mọi người nhớ like, subscribe, ủng hộ em mọi người nhé. Cảm ơn.